Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Sáng Tạo Việt. Kính thưa quý vị và các bạn, có thể nói ngày nay thì việc sử dụng các xe nâng hàng tại các kho bãi thì ngày càng được sử dụng rộng rãi. Và nhờ có thiết bị này thì chúng ta có thể dễ dàng di chuyển những khối hàng lớn từ vị trí này sang vị trí khác một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng. Và trong chương trình Sáng Tạo Việt ngày hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái giải pháp, một sáng chế đã góp phần giảm bớt gánh nặng cho những người thợ chuyên sửa chữa thiết bị này. Và ở phần cuối của chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những thông tin bổ ích liên quan đến việc áp dụng công cụ cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong các doanh nghiệp hiện nay. Bây giờ thì chúng ta cùng làm quen với hai đội chơi. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đội Kia K3. Đội Kia K3 đến từ công ty Kia Vĩnh Phúc với sự hiện diện của bạn Tạ Văn Toàn và bạn Nguyễn Thị Hoài Phương. Xin được trân trọng giới thiệu đội Mazda. Đội Mazda đến từ Đại học Bách Khoa với sự hiện diện của bạn Nguyễn Văn Khải và bạn Nguyễn Duy Thịnh. Kính thưa quý vị, và không thể thiếu trong mỗi một chương trình Sáng Tạo Việt đó là hai thành viên đặc biệt quan trọng, hai thành viên của ban giám khảo. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và cảm ơn sự hiện diện của ông Trần Giang Khuê, Phó Tổng Thư ký Hội Sáng Chế Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Xuân Thi, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Máy Thủy khí Việt Nam. Một lần nữa chúng tôi nói lời cảm ơn hai thành viên ban giám khảo. Chúc mừng hai đội chơi, các bạn đã hoàn thành hai phần thi trong chương trình Sáng Tạo Việt. Và bây giờ chúng tôi xin mời các bạn tiếp tục phần thi thứ ba trong chương trình ngày hôm nay, phần thi lựa chọn thông minh. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với phần thi thứ ba trong chương trình Sáng Tạo Việt ngày hôm nay, phần thi lựa chọn thông minh. Kính thưa quý vị, trong phần 3 này thì chương trình sẽ có hai tình huống dưới dạng tiểu phẩm ngắn liên quan đến việc xác lập thực thi quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ và các công cụ quản lý giúp nâng cao năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp ngành công nghiệp phụ trợ. Và sau mỗi một tiểu phẩm thì chúng tôi xin được dành cho hai đội chơi một câu hỏi, và nhiệm vụ của các đội chơi là sẽ bấm đèn trả lời câu hỏi. Nếu như chúng ta bấm đèn trước trả lời đúng, các bạn sẽ có 500 điểm. Bấm đèn trả lời sau, trả lời đúng, các bạn chỉ có 300 điểm mà thôi. Và ở phần thi này thì chúng tôi xin được dành cho hai đội chơi quyền sử dụng chữ S may mắn một lần duy nhất để cược điểm. Sử dụng chữ S may mắn, nếu các bạn trả lời đúng thì số điểm ở câu trả lời đó sẽ được nhân lên gấp đôi. Còn nếu trả lời sai thì chúng tôi xin được trừ đi của các bạn 250 điểm. Bây giờ thì xin mời cả hai đội chơi chúng ta thật tập trung để chúng ta theo dõi đoạn phim tình huống đầu tiên. Đấy, mọi người cũng biết công ty chúng ta là chuyên sản xuất và cung cấp các linh phụ kiện về ô tô. Nhưng chúng ta đang phải cạnh tranh rất lớn với lại hàng nhập ngoại. Chính vì thế, tôi muốn có cái giải pháp cho việc nâng cao năng suất chất lượng. Nếu không là chúng ta sẽ thua ngay trên sân nhà. Dạ, sếp cứ ngồi xuống nghe em trình bày ạ. Trong suốt thời gian vừa qua, em đã vất vả, ngày không ăn, đêm không ngủ. Nói thật là thôi. Đi vào chủ đề chính đi. À dạ vâng ạ. Dạ, và tóm lại là em đã nghĩ ra được 4 yếu tố cơ bản để thúc đẩy sự phát triển của công ty chúng ta. Thứ nhất ý, đấy là yếu tố nhân lực, thứ hai tài chính, thứ ba công nghệ, và cuối cùng ấy đấy là hệ thống phân phối ấy. Anh ạ, em thấy 4 yếu tố đó thì doanh nghiệp nào cũng biết. Cái quan trọng là bây giờ chúng ta phải đưa ra được những giải pháp tổng hợp và một quy trình cụ thể. Đấy, người đẹp cứ bình tĩnh. Đây. Dạ thưa sếp, trong bản này ấy, em đã ghi rất rõ và đưa ra giải pháp cụ thể cho từng yếu tố một ạ. Ngoài ra ấy, thì em còn đề xuất áp dụng một số công cụ quản lý giúp giảm lãng phí trong sản xuất, như là hạch toán chi phí dòng nguyên liệu MFCA, quản lý tinh gọn lean và hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001. Sao lại ISO 50001? Đấy là hệ thống quản lý năng lượng liên quan đến ngành nghề sản xuất của chúng ta. À đúng rồi, hình như là cậu đang đi lạc đề đấy. Ý của tôi muốn là chúng ta phải đưa ra các cái giải pháp để nâng cao năng suất chất lượng cũng như là sự cạnh tranh trên thị trường cơ. Dạ thưa sếp, là bây giờ nhé, muốn cạnh tranh trên thị trường thì chúng ta cần phải giảm giá. Mà giảm giá sản phẩm ấy, tức là đây, trong này ghi này, đấy, đầu ra giảm thì bắt buộc đầu vào phải giảm. Trong khi đó giá thành nguyên liệu và nhân công thì lại phải giữ nguyên, có đúng không ạ? Đấy, vậy thì cái việc sử dụng năng lượng của các thiết bị máy móc một cách hợp lý, đấy cũng là một trong những giải pháp hiệu quả, có đúng không ạ sếp? Đây chính là một biện pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh và cơ hội cho việc mở rộng thị trường đấy, có đúng không sếp? Đây em ghi rất rõ đấy. Thôi được rồi, dạ cứ về chỗ đi. Dạ vâng ạ. Về cơ bản ấy thì tôi đồng ý với các giải pháp cậu đưa ra. Dạ vâng. Nhưng mà tôi có một băn khoăn thế này. Dạ
Doanh nghiệp của chúng ta là doanh nghiệp nhỏ, chỉ có vài chục người. Liệu nó có phù hợp với cái việc là đưa cái ISO 50001 vào không? Có cái gì mà không phù hợp hả sếp? Em thấy sếp băn khoăn như thế là đúng đấy ạ. Cái cổ... Đối với những cái doanh nghiệp lớn với quy mô hàng nghìn người thì nó là hợp lý. Nhưng đối với những doanh nghiệp nhỏ lẻ như chúng ta thì em e rằng là hơi khó. Cô chỉ được cái tắt nước theo mưa, có cái gì đâu mà khó. Thế các bước triển khai tiếp theo là thế nào? Triển khai ạ? Cả hai đội chơi đã theo dõi đoạn phim tình huống và câu hỏi dành đến cho các bạn như sau. Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 có thể phù hợp áp dụng cho những quy mô doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp hỗ trợ nào sau đây? A. Doanh nghiệp vừa và nhỏ. B. Doanh nghiệp có quy mô lớn. Hay C. Có thể áp dụng cho mọi doanh nghiệp. Như vậy là hai đội chơi chúng ta không có đội chơi nào sử dụng chữ S may mắn để đặt cược. Và đội Kia K3 các bạn lựa chọn phương án C là câu trả lời. Và đó cũng là đáp án mà đội Mazda lựa chọn. Điều khác biệt một chút là đội Mazda ở phần thi này các bạn nhanh tay hơn. Các bạn lựa chọn phương án C và là đội lựa chọn phương án trả lời trước. Nhưng điều quan trọng nhất với cả hai đội chơi là hãy chờ xem đáp án chính xác từ chương trình là gì. Thưa các bạn, tiêu chuẩn ISO 50001 là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý năng lượng, là một công cụ đắc lực cho mọi tổ chức doanh nghiệp trong việc thiết lập, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý năng lượng nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng, đồng thời tạo cơ sở cho việc tự đánh giá, tự công bố sự phù hợp hoặc đánh giá và cấp chứng nhận về việc đáp ứng các chuẩn mực quản lý năng lượng bởi các tổ chức chứng nhận. Tiêu chuẩn ISO 50001 có thể áp dụng cho mọi tổ chức có nhu cầu, không phân biệt quy mô, hoạt động hay yếu tố địa lý. Với lời giải thích như vậy thì các bạn đều biết đáp án đúng ở đây là đáp án C. Xin chúc mừng cả hai đội chơi. Chúng ta đã biết đội nào là đội chiến thắng và bước vào phần thi cuối cùng trong trình ngày hôm nay. Hãy dành những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho đội Kia K3. Các bạn là đội chiến thắng và bước vào phần thi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Phần thi đặc biệt. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với phần thi cuối cùng trong chương trình Sáng tạo Việt ngày hôm nay. Phần thi đặc biệt với sự hiện diện của hai thành viên của đội Kia K3. Các bạn đã thi đấu rất là tốt trong chương trình ngày hôm nay. Trong phần thi đặc biệt này thì đội chơi thắng cuộc là đội các bạn sẽ phải trả lời 5 câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức liên quan đến hệ thống quản lý ISO trong khoảng thời gian rất ngắn, 60 giây thôi. Và chúng ta có tối đa là 2 lượt trả lời cho một câu hỏi. Nếu như các bạn có thể làm tốt điều này, trả lời đúng cả 5 câu hỏi trong khoảng thời gian đó thì các bạn sẽ nhận được một phần thưởng trị giá bằng tiền mặt là 2 triệu đồng. Chúc cho cả hai thành viên chúng ta bình tĩnh, tự tin để có thể trả lời đúng 5 câu hỏi này ạ. Hai bạn sẵn sàng chưa? 60 giây, bắt đầu. Câu 1, hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 được tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành vào năm nào? A. 2011, B. 2013, C. 2015. A. Đúng. Câu 2, theo dự toán, nếu các doanh nghiệp áp dụng rộng rãi tiêu chuẩn ISO 50001 sẽ tác động lên bao nhiêu phần trăm năng lượng tiêu thụ thế giới? A. khoảng 40%, B. khoảng 60%, hay C. B. 80%. Đúng. Câu 3, ISO 50001 có thể được áp dụng như thế nào tại các doanh nghiệp? A. Áp dụng một cách riêng biệt, B. Lồng ghép áp dụng với các tiêu chuẩn quản lý khác, C. Một trong hai cách trên đều đúng. C. Đúng. Câu 4, để nâng cao năng suất chất lượng, các doanh nghiệp cung cấp linh kiện ô tô nên áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nào sau đây? A. ISO 16949, B. ISO 13485, C. ISO 22000. A. Đúng. Câu 5, đối với các doanh nghiệp cung cấp linh kiện ô tô, ISO 16949 có tác dụng nào sau đây? A. Giúp doanh nghiệp cải tiến liên tục, phòng ngừa lỗi sai. B. Giúp doanh nghiệp giảm lãng phí trong chuỗi cung cấp. C. Cả hai tác dụng trên. C. Và với lời trả lời đấy thì chúng tôi không thể giữ lại phần thưởng của mình. Chúc mừng các bạn. Các bạn là đôi trả lời đúng. Vâng. Hai thành viên của các bạn trả lời rất xuất sắc. Cả 5 câu của các bạn đã trả lời đúng. Và chúng tôi rất là vui. Ngoài cái phần thưởng là 6.550.000 đồng cho hai thành viên của đội thì chúng tôi còn dành cho các bạn 2 triệu đồng tiền thưởng nữa. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn may mắn, thành công trong cuộc sống và luôn luôn quan tâm đến chương trình Sáng tạo Việt. Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói đi cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ và ngày càng phát triển không ngừng của cuộc sống đã cho ra đời rất nhiều sáng chế, nhiều giải pháp công nghệ mới giúp con người cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Và chúng tôi thì luôn luôn hy vọng rằng chương trình Sáng tạo Việt sẽ là cầu nối cho những sáng chế, những giải pháp công nghệ, những ý tưởng sáng tạo sẽ thực sự đi vào cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn cho chương trình Sáng tạo Việt. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.